Trời ơi thơm em luôn. Cho chú thơm ké cái được không? Được luôn hả? Con sáng giờ con ăn gì chưa? Chưa. Có đói không? Dạ đói. Đói. Trời ơi thương vậy. Quay đây chú coi coi. Sáng giờ chưa ăn gì luôn nè cả nhà. Con sáng giờ con ăn gì chưa? Không ăn. Đói không? Đói luôn. Lầy quá. Qua luôn. Smart Vlog mến chào cả nhà thân thương. Tiếp tục quay trở lại mẹ nhỏ video ngày hôm nay của mấy chú cháu nha. Sáng hôm nay Sumac sẽ chia sẻ đến cả nhà một hoàn cảnh rất là khó khăn nha cả nhà. Họ cất những cái căn nhà chòi á, nó khá là nhỏ, nằm ngay dưới cái chân núi luôn cả nhà. Mấy chú cháu tình cờ đi ngang qua đây thì mình thấy, và bây giờ Sumac mời cả nhà vào tìm hiểu xem là cuộc sống của họ như thế nào nha. Họ ở ngay cái khu vực trên núi này thì họ làm cái gì. Có người ở nhà này cả nhà ơi, mình đi vô nha. Đứng ngay đây luôn đó cả nhà. Số mắt thấy là có một cái căn nhà tôn thôi. Có một căn nhà tôn mà căn nhà này á, nó cũng khá là rách nát rồi cả nhà. Còn những cái chòi bên này á, họ dựng bằng những cái tấm bạt họ che tạm thôi để họ ở. Thì mình vô mình tìm hiểu xem sao nha. Dạ, em chào cả nhà mình nhá. Dạ, chú chào các con nha. Trời ơi. Bé này ăn cơm à. Mới ăn cơm xong hả con? Ăn cơm mới ăn cơm xong miệng đang dính đầy cơm. Bé này chắc tầm khoảng 2-3 tuổi. Rồi, thả bé xuống. Đi vô đây nha. Đây là cái căn nhà họ ở này cả nhà. Căn nhà này thì số mắt thấy họ dựng bằng những cái cây tre. Và ở trên thì họ che bạt. Dạ, em chào chị nha. Chị chào em. Dạ. Mình ở trong này hả chị? Ừ. Mấy cái nhà xung quanh đây là nhà mình hết hay sao chị? Đúng rồi, nhà mình. À, mấy nhà này mình dựng lâu chưa chị? Cho em đeo chị tí nha. Cũng gần được năm rồi. Chị ơi, chị tên gì? Chị tên Gáy. Dạ? Chị tên Gáy. Chị Gáy hả? Chị Gáy hay chị Ráy? Gáy. Chị Gáy, dạ. Chị Gáy năm nay chị Gáy bao nhiêu tuổi rồi? Chị sinh năm 92. Sinh năm 92? Mẹ con. Chị bao nhiêu bé rồi? Chị 6 đứa. À, 6 đứa con rồi. Ừ. Bé này bé thứ mấy? Cuối cùng luôn á. Trời ơi, đông dữ vậy. Nhà đông con cả nhà ơi. Đây, số mắt đếm có bao nhiêu đứa nè. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, cháu. Còn chị là 6 đứa rồi. Ừ. À, còn mấy bé đây là... con hay là em hay là sao? Cháu. Cháu.
Gia đình mình ở đây là được bao nhiêu năm rồi chị gái? Được năm rồi. Chị quay qua đây với em tí nè, anh Đồng quay qua bên đây nhìn dễ nè. Bé này được mấy tháng rồi chị? Một tháng. Mới được một tháng thôi. Chồng chị đâu? Chồng chị đi làm rồi. Chồng chị đi làm rồi hả? Anh đi làm gì ở đây chị? Đi lên Lâm Đồng hái cà phê rồi. Lâm Đồng hái cà phê. Đi hái cà phê vậy một lần anh đi hái được mấy đồng? Tại ăn tháng em mà. À ăn tháng hả? Một năm ở đây mình đi được mấy lần chị? Có một lần hái thôi. Có một lần hái thôi hả? Một lần anh hái là chắc cũng được khoảng 8 triệu, 10 triệu hả? Không có đâu. Tới không? Không. Không tới luôn. Chứ được nhiêu? Tại ông ứng trước rồi á. À nếu mà chưa ứng thì được nhiêu? Cũng được 8 triệu. Chưa ứng là được 8 triệu. Một năm được một lần đi thôi. Ừ. Chị có đi làm không? Bữa trước thì chị có, chứ giờ chăm mấy đứa nhỏ thì chị không đi được. À, chăm mấy đứa nhỏ là không đi được. Ừ. Rồi ở nhà chị ha? Ừ. Ở nhà lo cho bà già bệnh nữa. Cô bệnh nữa? Cô bệnh gì chị? Bị sơ gan. Sơ gan hả? Bị lâu chưa? Lâu rồi, đang nằm bệnh viện Phan Rang á. Đang nằm ngoài Phan Rang? Ừ. Rồi chi phí điều trị sao? Tiền phí thì người ta hỗ trợ. À. Hai anh chị là 6 người con, anh tên gì chị? Anh tên Huynh. Anh Huynh. Chị gái anh Huynh. Ừ. Dạ. Ơi. Bé nào có chút xíu. Bé này mấy tuổi? Gần 3 tuổi rồi. Trời ơi trời. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu. Ở đây hình như là gần như là con chị hết hả? Không, không. Cháu. Con chị một đứa, người đó con. Sao em thấy xem nhau vậy? Kia một đứa, còn đi học một đứa. Ngang ngang nhau không à? Đâu con đứng qua đây nè. Bé này cũng ngang ngang. Rồi bé kia, con ơi, tới đây với chú ấy coi. Nhỏ. Hai anh chị ngoài làm cà phê ra mình còn làm cái gì không chị gái? Không. Không làm gì hết hả? Tại mùa này người nào đó có kêu đi làm đâu. À, không ai kêu đi làm hết hả? Ừ. Ở nhà chăm con. Chăm con. Anh thì về. Mới đi làm cà phê. Ừ. Mới làm cà phê mấy hôm nào anh về? Đi được mấy hôm rồi? Chị cũng đi cũng được cũng được hơn tuần rồi. À, hơn tuần rồi hả? Ừ. Dạ. Rồi anh đi làm một năm chi phí của hai vợ chồng rồi chăm cô bệnh như vậy nữa thì mình có đủ chi phí sinh hoạt không chị? Đủ đủ ăn thôi. Đủ ăn thôi hả? Dạ. Hôm nay em đi tới đây nè, em bị lỡ đường. Dạ, em vào em xin ăn nhờ bữa cơm được không? Nhà còn cơm nấu cho em ăn nhờ bữa được không? Ăn bắp không ạ? Ăn bắp không hả? Có trồng bắp không chị? Tại em, tại vì mấy đứa em giả bắp xong mà xin một ít rồi nấu. À, mấy cái nhà trò tròi mình dựng ở đây á, là nhà chị em họ hàng hết hả? À, nhà chị, với lại nhà mà già, là nhà đi bệnh viện rồi, à, thì chị ở đây. À, ở đây luôn. Ừ. Thương quá, bé này con chị luôn hả? Ừ. Bé này thứ mấy? Ừ. Không nhớ. Thứ mấy chị? Bé này nó út nè. Ừ. Trời ơi thấy thương quá, coi chút xíu thôi. Con ơi. Thương chưa quá. Chưa biết nữa, út hay không nữa. Chưa biết út hay không nữa trời. Mình đẻ nhiều vậy rồi sao nuôi? Chị. Để biết sao giờ. Biết sao giờ hả? Tại bé nhỏ quá, xuống mất cũng không dám ẵm. Mới được có một tháng hay hơn tháng chị? Một tháng. Một tháng. Ừ. Bé tên gì chị? Chưa đặt tên luôn. Chưa đặt tên luôn. Gái hay trai đây chị? Gái. Chị là mấy trai hay mấy gái? Chị một trai. Một trai? Ừ. Năm gái? Ừ. Tính cả bé này là năm gái? Đúng rồi. À. Mà chưa biết có phải bé út không cả nhà.
Rồi thôi trở lại cái vấn đề này, bây giờ em đang đi em đi đi tham quan núi rừng ở đây nè. Mấy mấy anh em đi chơi tham quan núi rừng ở đây rồi đi có mang theo mấy thùng mì ăn. Mà ở đây không có ai để mà xin nấu nước pha mì hết á. Thôi sẵn giờ thấy nhà chị đông vui quá cho em ăn bữa cơm được không? Được. Được hả? Cơm hay bắp? Bắp. Bắp mình nấu món gì chị? Nấu ăn thôi, đâu có món gì bỏ. Điểm danh coi, điểm danh xíu chú cho mì ăn này. Điểm danh, xếp hàng lên điểm danh cho chú kiểm dân số coi. Thấy hơi bị đông. Chơi thơm em luôn. Cho chú thơm ké cái được không? Được luôn hả? Thấy thương quá, bé nào cũng thương hết cả nhà. Có chút xíu à. Trời ơi trời. Bé này là chắc là tầm 3 4 tuổi không chị? 5 tuổi rồi. 5 tuổi rồi, 5 tuổi mà cũng có chút xíu à. Còn bé này không biết mấy tuổi luôn. Đây nè, đứng bằng nhau luôn. Rồi người cũng bằng nhau luôn. Thương quá. Bé dậy lúc mấy giờ chị? Xuống dưới 4 giờ là dậy rồi. Dậy sớm lắm hả? Sáng giờ mấy mẹ con ăn gì chưa? Cũng chưa, mấy để cho mấy đứa nhỏ ăn trước. Con sáng giờ con ăn gì chưa? Chưa. Có đói không? Đói. Trời ơi thương vậy. Quay đây chú coi coi. Sáng giờ chưa ăn gì luôn nè cả nhà. Con sáng giờ con ăn gì chưa? Không ăn. Đói không? Đói luôn. Trời ơi, sáng không có gì ăn cho mấy bé ăn hả chị? Sáng hái dừa cho mấy bé ăn. Hái dừa? Ừ. Sáng ăn dừa cả nhà. Nè nó. Trời ơi. Con đói bụng lắm hả? Bây giờ chú pha mì cho con ăn không? Hồi nào giờ bé có biết ăn mì không chị? Có mì ăn không? Lâu có tiền có mì ăn, không có tiền thôi. Một năm làm có 8 triệu rồi lấy tiền đâu mua. Rồi giờ đủ mấy bé có đi học hết không chị? Có. Có đi học không? Sao? Đi học là có đóng tiền cho các bé học không hay sao? Không, người ta nộp phí. Nhà trường nộp phí. Nhà trường hỗ trợ hả? Là đi học hết bằng năm bé luôn. Ừ, không, bé lớn thì bỏ học rồi. Bé mấy mấy tuổi rồi bỏ học? 14 tuổi. 14 tuổi. Bé lớn nhất đó hả? Ừ. 14 tuổi là bỏ học rồi. Bây giờ chú điểm doanh số chú phát mì nha. Dạ. Thấy thương các bé quá cả nhà. Quá trời bé luôn. Mà chưa có bé nào ăn sáng. Bé này đói bây giờ không có sáng giờ chưa ăn gì nè. Thương quá. Rồi hỏi chị có nấu gì cho các bé ăn không á? Không có gì ăn. Hái dừa cho các con ăn không à? Trời ơi. Mẹ. Mẹ ủa? Thôi bây giờ vậy đi. Chị. Bây giờ vậy nè. Em tặng mì cho mấy bé. Chị đãi em bữa cơm. Được không? Cũng chứ cũng... bây giờ em mà tặng mì cho mấy bé là em hết mì ăn. Cũng không có gì ăn luôn. Ba chú cháu là hôm nay nhịn luôn. Được không? Để em tặng mì nè. Không biết hả? Nhà không còn gì ăn hả chị? Không. Thường ngày á, cái bữa ăn hàng ngày của mấy mẹ con á là ăn cái gì? Ủa sao khóc con? Sao khóc rồi? À nín nín chú cho mì. Anh Đồng mang thùng mì vô đây. Mang một thùng mì vô đây. À nè à. Nè à. Xuân Bắc chưa chia sẻ cái mục đích ngày hôm nay mình đến mình thăm gia đình nha cả nhà. Chưa chia sẻ, mình đang hỏi thử chị xem như thế nào. Một cái hoàn cảnh hết sức là tội luôn cả nhà, hết sức là thương. Gia đình khổ. Mấy con, các con nó không có cái gì ăn cả nhà. Bé thì nhịn, còn bé nào ăn thì ăn dừa. Dừa mình hái ở đâu chị? Trong vườn á. À. Trời ơi, anh vừa cầm hơi. Các con ơi, bây giờ đâu rồi? Nhóc nhóc đâu hết rồi? Tập trung đây chú. Chú gửi mỗi bé một gói mì ăn nha. Anh Đồng ơi.
Anh Đồng ơi, để nó đi, để nó đi, để kia đã. Lấy mì gửi cho các bé đi, chia cho các bé, cho các bé vui. Cũng không có biết là nhà gia đình đông các bé như thế này cả nhà. Biết thì số mắt đã mua theo thùng sữa rồi, để tặng cho các bé. Thôi bây giờ có mì thôi, gửi cho các bé một gói mì nha. Để đợt sau quay lại thì số mắt sẽ thăm các bé sau. Hoàn cảnh ngày hôm nay phải nói là rất là thương luôn. Cảm ơn ông. Rồi. Cảm ơn. Ngoan quá. Bé nào cũng cảm ơn, rất là ngoan. Con qua bên này đứng với cho chú luôn coi, qua bên đây đứng. Đâu, đâu rồi. Rồi, bé nào nữa? Năm bé, còn bé nào nữa ra đây nhận mì. Thấy mặt mới phát mì nhá, còn không có mặt là không phát mì nhá. Đâu rồi? Hồi nãy thấy đông lắm mà đâu hết mấy bé rồi. Đi thả dê rồi. Chắc chạy đi đâu vòng vòng đây rồi. Được không? Ngoan quá. Nào, lấy không con? Ừ. Con ngoan quá. Thật con ngoan quá. Chú nói nè, mì này bây giờ con nói mẹ vô nấu nước sôi pha mì cho con ăn cho khỏi đói nha. Ngoan quá. Con tên gì? Con tên Hưng. Hưng. Bé Hưng hả? Hưng đúng không chị? Đúng rồi. À, bé Hưng. Rất là ngoan luôn cả nhà. Nhận mì là khoanh tay đàng hoàng nha. Ngoan quá. Còn bé nhỏ chút xíu, công chúa nhỏ đây nè cả nhà. Con ơi. Sáng có khóc dữ không chị? Khóc dữ. Khóc dữ lắm hả? Rồi chị có mình chị ở nhà á. Bận chăm công chúa nhỏ này rồi là sao chăm cho các con nữa? Có nhé. Lúc nào bé ngủ rồi mình chăm sóc các bé hả? Ừ. Dạ. Thương cả nhà. Ít xưa cả nhà. Ngoài bắp ra thì mấy mẹ con còn ăn gì nữa? Cái mùa người ta kêu làm thì có gạo ăn. Nhà có gạo không? Bây giờ nhà còn gạo không chị? Còn ít rồi. Còn ít hả? Ừ. Rồi có cá, có thịt gì ăn không? Cũng không luôn. Không luôn. Trời ơi, tội quá. Họ này. Chị ơi, bây giờ chị vô trong nhà nha. Em quay cái căn nhà một xíu nha. Có cho bé vô nhà nữa không? Hay ngồi đây cho thoáng? Ngồi đây cho thoáng đi. Ngồi đây cho thoáng đi ha. Dạ. Bây giờ chị có pha nước nấu mì cho các bé ăn được không? Bếp đang nấu. Bếp đang nấu hả? Dạ. Bếp đang nấu cái gì dưới chị? Bếp đang nấu bắp. Nấu bắp hả? À. Nấu bắp để ăn trưa. Dạ. Ăn bắp không thôi hả chị? Bắp cần gì ấy, cần gì canh. À, bắp cần gì canh. Cả nhà thân thương, đây là cái căn nhà mà mấy mẹ con gia đình ở trong cái căn nhà này cả nhà. Rất là thương họ luôn. Gia đình hai vợ chồng mà tới 6 bé lận. Thương họ quá cả nhà. Bây giờ Sumac sẽ vào quay cho cả nhà xem cái căn nhà của gia đình họ nha. Căn nhà có chút xíu thôi cả nhà. Gia đình mình ở trong này hết hả chị? Nhà này của bà già đi bệnh viện rồi. À, nhà này của bà. Bà đi bệnh viện rồi. Cũng có chút xíu à. Ở ngoài đây có lót mấy miếng bạt này. Đây, đây là cái khung cảnh bên trong căn nhà của họ nha cả nhà.
xung quanh thì họ che bằng bạt, mà một số cái miếng bạt á, xong bác thấy là nó cũng mục hết rồi. Nhà khá là nhỏ luôn. Cái đèn này, em thấy ở đây có cái đèn năng lượng nè. Cái này là mình mua hả? À, có người tặng hả? Dạ. Quay sơ qua cái căn chòi này cho cả nhà xem nha. Đó, bên này cũng dựng bằng bạt, che bạt á, tại vì cái vách đó cả nhà, cái vách nó thưa quá, nó thưa quá cho nên là họ phải che thêm bạt để mà cho nó khỏi hắt nắng vào trong là cái thứ nhất này. Cái thứ hai nữa là mưa nó khỏi có tạt vào. Mấy mẹ con thì đang ngồi bên này, rất là thương luôn. Rồi Smart sẽ quay hết tất cả những cái căn nhà ở đây cho cả nhà theo dõi qua màn ảnh nhỏ nha, biết đến này. Ở đây có thể gọi là cái nhà bếp của họ. Đó, cái nhà bếp họ cũng dựng bằng một miếng bạt. Cái bạt ở đây á, thực tế thì cái thời tiết ở đây nó rất là nắng cả nhà. Nó nắng lắm, bạt này nó rất là nhanh mục luôn. Miếng này hình như là mới thay này. Mấy cái miếng này là mới thay hả chị? Dạ. Trong này có hai cái nồi. Cái nồi bắp đang nấu đây hả chị? Dạ, em xem tí nha. Nồi cơm. Trời ơi, cơm của mấy bé nhỏ mà hạt cơm nó nở giống như cháo luôn cả nhà. Mình nấu cái nồi cơm này xong thì mình còn gạo không? Còn ít thôi hả? Chút xíu cho em xem nha. Nồi này nồi bắp này cả nhà. Đó, nồi bắp họ nấu đó. Ây da, đang còn nóng lắm. Ngay phía góc này nhìn thẳng đằng sau á đã là núi rồi. Thì ở đây cũng là một cái căn chòi của họ này cả nhà. Căn chòi này cũng được che chắn bởi những cái miếng bạt. Nhưng mà nó cũng rách khá nhiều rồi. Ở đây họ còn dùng những cái bao ni lông á. Họ còn dùng những cái bao ni lông để mà họ che này. Đó, rách tả tơi luôn. Cái lồng này lồng gì đang biết nữa cả nhà. Lồng này chắc nuôi gà. Không có con gà nào hết trơn á. Một cái mái nhà rách tả tơi luôn cả nhà ơi. Mình đi vô mình tham quan cái căn này của họ tí nha. Còn một căn nhà nữa ở bên kia, căn nhà tôn, số mắt sẽ quay cho cả nhà xem. Tôn nó cũng mục khá là nhiều rồi. Đây là cái chỗ mà họ nghỉ này, họ nghỉ ngơi. Thương quá cả nhà ơi. Phía trên này số mắt cũng thấy có một cái đèn năng lượng. Họ cũng được tặng này. Rồi, ở trong này. Trời ơi, trong này nó... Này, cả nhà thấy ở trong này nó tả tơi không còn gì luôn. Mấy cái này là mục hết rồi. Cái này không còn nằm được nữa luôn cả nhà. Nhưng mà họ vẫn ở nha. Trên này vẫn còn mùng này. Đó, họ vẫn nằm. Thương quá. Đây nó mục hết rồi. Nó mục hết mà vẫn nằm ta. Vẫn nằm được. Thì họ nằm được thì họ vẫn nằm nha cả nhà. Quần áo của họ treo ở đây. Cái này nóng lắm luôn á. Đây mấy cái miếng bạc ở đây nè, cả nhà thấy là nó mục hết rồi. Nó mục nó rách hết rồi. Tôn thì cũng lủng hết rồi. Tôn nó lủng. Đi ra ngoài này nha cả nhà. Đó, vách tôn này nó lủng, lủng lỗ rất là to luôn. Như cái này mà ở đây nhiều khi rắn nó bò vô nguy hiểm lắm cả nhà. Tại vì cái này nó không phải là kiểu nhà sàn, nó nhà sát đất á. Cho nên nhiều khi những cái lỗ tôn lại đánh nó bò vô nguy hiểm lắm. Mình đang làm đây cái gì đó chị? Mì. Phụ mì ha? Cái này mình nấu ăn hả? Chị là chị em như thế nào với chị gái? Chị em ruột. Chị em ruột hả?
Chị có bao nhiêu bé rồi? 4 bé rồi. Bé chị đang điệu ở trên người đó là bé đó mấy tuổi? Mấy tháng à? Mấy tháng rồi hả? 2 tháng rưỡi. À. Cái củ mì này là mình luộc lên mình ăn hả chị? Nấu với bắp. Nấu với bắp. Thường quá. Nhiều đây củ mì là mình cả gia đình mình ăn hả chị? Các bé cũng ăn củ mì luôn. Không, bé ăn cơm. Bé ăn cơm. Có nồi cơm ở dưới kia đúng không? Chút xíu vậy thôi hả? Bên này là cái mặt bên ngoài của cái căn nhà này cả nhà. Họ cũng che dựng tạm bằng những cái tấm bạt và những cái vách tre nó rất là thưa ở dưới nha cả nhà. Ở dưới này nó có cái lỗ này, nó rách mục á. Cái này mà rắn rết nó chui vô là rất là nguy hiểm. Ở bên trong là cái giường của họ cả nhà. Nó mục nát như thế này này. Bên trong là cái giường, nằm ngay đây là cái giường này này. Đó, cái góc này là cái giường của họ đây này. Nó cách mặt đất có khoảng 2 gang tay thôi. Nó lụng cái lỗ. Phải nói là cái khu vực này nó rất là nắng cả nhà. Nắng khủng khiếp. Tội nghiệp các bé nhỏ. Xung quanh đây á, nó không có bóng cây luôn. Ở sau lưng là núi này. Sau lưng là núi rồi. Thì ở dưới này là chân núi nha cả nhà. Khu vực dưới này là chân núi. Và xung quanh cái căn nhà này này, những cái căn nhà của mấy chị em ở đây là nó không có cây tre, nó không có bóng cây, nó rất là nắng luôn. Đó, xung quanh đó là đồng trống thôi. Anh Đồng anh nắng quá anh phải đứng sát vô cái nhà bên cái vách đó, nó mới có một tí bóng mát thôi. Còn bên ngoài là rất là nắng luôn. Quá nắng. Rồi, sao bác mời cả nhà tiến lại đây nha. Cái này là cái vắt này, nó cũng rất là thưa luôn. Và nó có những cái lỗ hổng như thế này. Nó nằm ngay mặt đất nữa cả nhà. Cho nên là nhiều khi á, rắn rết nó vô rất là nguy hiểm. Đặc biệt là cái căn nhà ở đây á, có rất là nhiều bé nhỏ. Cho nên là họ ở như vậy nó cũng rất là khổ cả nhà. Xuân Bắc mà có mình mà có cân mà có tiền á, Xuân Bắc sẽ mua cho họ những cái tấm tôn để họ ngăn chặn. À, nóng thì mình chưa biết xử lý như thế nào, tôn lạnh đấy cả nhà. Mua những cái tấm tôn á, mình chặn lại cái chỗ này để cho rắn nó khỏi bò vào nhà. Có các bé nhỏ, nó rất nguy hiểm cả nhà. Hồi sáng bé ngủ dậy mấy giờ? 4 giờ. 4 giờ hả? Ừ. Rồi một ngày bé ngủ mấy giấc chị? Mình ăn vậy, bé ngủ từ chiều luôn, không ăn luôn. À, thôi giờ bé ngủ rồi, chị em mình vô tranh thủ ăn cơm đi. Chứ em đói bụng rồi. Có cơm ăn không? Ăn bắp hả? Ừ. Cơm để dành cho các bé hả? Ừ. Gạo để dành cho các bé. Đâu à, gạo nhà mình đâu cho em xem tí được không? Được. Có điệu bé đi được không? À, mình vô mình xem gạo của gia đình chị tí nha cả nhà. Đây. Gia đình chị gái tí. Đâu? À, cái đùm gạo trong này hả? Còn nhiêu đây gạo? Nhiều đây thì chắc là được khoảng 3 kg. Tầm khoảng 3 kg. 3-4 kg gì đó cả nhà. Nhiều đây. Nhiều đây thì mình ăn được bao lâu nữa thì hết chị? Để cho mấy đứa bé ăn thôi. Để dành cho bé ăn thôi. Nấu cơm là nấu cơm nó nở ra hết như vậy cho bé dễ ăn hả? Ừ. Dạ. Có một nồi cơm nhỏ như vậy thôi. Rồi các bé ăn nguyên ngày hay sao? À, tới chiều. Ăn tới chiều luôn. Dạ. Rồi hôm nay có tụi em tới ăn bắp nữa thì bắp đủ ăn không?
có cho em ăn bữa cơm không? Không, nói thật, giờ mì là phát cho các bé hết rồi. Không, không, ăn bắp với chị. Không còn gì ăn. Ăn bắp. Ăn bắp với chị ha. Cái đó bên này. Trái lụ. Trái lụ à, trái lụ này gửi cho bé hả? Trái lụ này là xong bắt mang ở nhà đi, nhà của chú tiệm á cả nhà. Đây là sẵn cho các bé luôn. Mấy chú cháu hay mang theo lụ lắm. Rồi đi nhiều khi gặp bà con rồi gặp các bé cho các bé ăn luôn. Cứng ạ. À. Hơi cứng. Từ từ chờ chú tí chú bẻ nha. Cái kệ này hả? Này bẻ mà. Bẻ rồi. Cái này. Con thích ăn lụ không? Rồi. Cái chỗ này nó hơi sâu tí, con ăn trong này ha. Trời ơi. Ô, có trái lụ kia đỏ quá. Ăn ít thôi nha con. Ăn ít xíu, ăn mì rồi no bụng rồi mới ăn nha. Bé này chưa ăn sáng. Bé này chưa ăn sáng sợ ăn cào ruột. Con ăn ít thôi, con để dành. Rồi con ăn tiếp nha. Xíu con ăn mì đã, nó no bụng rồi mới ăn nha. Bé này tên Hưng nè cả nhà. Dễ thương. Căn nhà có chút xíu à. Cái đi ngã xin lỗi biển. Rồi trở lại cái vụ ăn uống coi. Yeah. Hôm nay cho em ăn mấy chén bắp. Hay là ăn no thôi. Ăn no thôi chị ha. Dạ, có nhiều đó ăn no. Có nhiều đó ăn no. Chị em chia nhau ăn hả? Ừ. Có một nồi đó chị em chia nhau ăn. Thường quá. Nãy giờ em ghẹo chị đó à, chứ hôm nay em tới em tình cờ em biết gia đình mình nè, thấy chị với các cháu thương quá, em có mang theo một phần quà của Mạnh Thường Quân gửi cho gia đình mình. Chị vui không? Nghe có quà chị vui không? Chị có chứ. Có vui hả? Hôm nay là có cá cho các bé ăn này, có gạo này, có mì gói. Em không biết gia đình mình đông các bé nhỏ như thế này á, em biết là em mang theo thùng sữa em tặng cho các bé, chắc để lần sau em quay lại em thăm gia đình mình để em mua sữa nha. Lần sau em tới em quay là ăn về chưa? Thì cũng chưa biết nữa. Chưa biết nữa hả? Trên nó xong mùa cà phê anh mới về đúng không? Đúng rồi. À. Ủa, hôm nay thứ ba. Mấy bé không đi học hả? Có tới sáng đây không có ai chở đi. Không có ai chở đi học hả? Ở nhà. Tại nhà không có xe. Nhờ không mình. Có xe. Nhờ bà con trong làng chở hả? À. Tội vậy. Ở nhà hết luôn. Chị cố gắng cho các bé đi học. Để biết cái chữ nha chị. Biết cái chữ sau này các bé lớn á. Biết cái chữ có thể đi làm kiếm tiền được. Chị nha. Để cuộc sống của mình đỡ vất vả hơn. Hồi xưa anh chị có đi học không? Chị đâu có đi học đâu. Không đi học. Không. Anh có đi học không? Chị đâu biết đâu. Ở không biết sang hả? À. Thôi anh chị cố gắng cho các cháu đi học. Mình cố gắng mình mượn xe hoặc là nhờ bà con khi mà người ta đi về đây này. Nhờ bà con người ta chở đi học. Cho các bé học biết được cái chữ. Biết được chữ nào hay chữ nấy chị. Sau này đi làm nó đỡ hơn chị nha. Ừ. Dạ. Chị cho em ra em coi cái nồi bắp tí nha. À. Rồi em múc một chén em ăn, nó bụng quá. Nói chứ đi. Hồi nãy em mở ra rồi. Nhưng mà em không thấy bắp ở dưới á. Em coi tí coi chị nấu món bắp gì ha. Đi chị. Lúc nào cũng điệu theo bé bên người. Sao chị không để cho bé nằm? Nằm bé khóc. Khóc hả? Không có hơi mẹ là khóc hả? Ừ. Ồ. Dạ. Cho em mượn cái muỗng nha.
Cái này là bắp mình nấu ở dưới này hả chị? Ừ. Bắp này là bắp gì chị? Bắp đá hay bắp gì? Bắp nếp với lại bắp lai á. À, bắp lai, bắp nếp. Nấu mà cái hạt nó nở bung hết luôn. Đây là cái món ăn hàng ngày của chị này, của gia đình chị. Đó, họ nấu như thế này họ ăn thôi. Mình ăn cái hạt bắp thôi hả chị? Ừ. Đúng không? Còn cái nước này mình có ăn không? Có chứ. Có mình luôn hả? Vừa ăn nước vừa ăn bắp. À, ăn nước ăn bắp luôn. Cái này giống như kiểu xôi bắp á cả nhà. Xôi bắp á. Đó, họ ăn như vậy đó. Nó nở hết rồi. Trời ơi, có nhiêu đây em ăn nữa thì chị ăn bằng gì? Nhiêu đây thì chị bỏ mì vô, bỏ ấy á. À, có mì là bỏ thêm mì đúng không? Ừ. Dạ, thường quá. Họ nấu có rất là ít thôi cả nhà. Nhưng mà họ khi mà biết Xuân mắc lỡ đường á, xin vào xin họ bữa ăn, họ vẫn sẵn sàng cho Xuân mắc một bữa ăn no bụng để mà đi tiếp cái hành trình của mình cả nhà. Hồi nãy vô là giấu chị á, đâu có biết, đâu có nói với chị là tặng quà gì đâu. Ngon không con? Lụ ngon không? Rồi, hai chị em không? Hai chị em đây, chú hỏi tí coi. Quay qua đây. Con ăn rượu ngon không? Trời ơi, tụt cả quần rồi. Người nhỏ quá. Ngon không con? Ngon không? Bé này còn nhỏ quá. Bé này chắc khoảng 2-3 tuổi thôi. Con ăn ngon hả? Dạ ngon. Chú nói con nghe này. Con đi học đúng không? Dạ có. Ừ, con có đi học. Con đi học, con cố gắng con học nha. Dạ. Học biết được cái chữ, học được bao nhiêu chữ thì cứ học nha. Dạ. Sau này lớn lên á, con đi làm con phụ ba mẹ này. Rồi lo cho các em nhỏ con nha. Dạ. Ngoan lắm cả nhà. Dạ không à. Rất là ngoan luôn bé này, ngoan cực kỳ luôn. Rồi là những bé khác cũng ngoan, tuy nhiên còn nhỏ. Các bé chưa có biết được. Như bé này nè, lo ăn không à. Hỏi không trả lời gì trơn. Cũng thương các bé, chắc hồi nào giờ cũng không có lụ để mà ăn đâu. Cho nên là khi mà thấy được trái lụ á, cầm trái lụ á, là anh lấy anh để luôn cả nhà. Con ăn ít thôi, xíu con ăn mì. Xong mà con ăn, chú không có lấy lại đâu, nha. Ừ. Mai mốt chú tới á, chú lại mang lụ cho con ăn, chịu không? Ừ. Ngoan quá. Cố gắng học nha con. Dạ. Mai mốt nè, đợt sau chú tới á, đợt sau chú tới chú mang sữa, chú mang thêm sữa cho con uống này, cho mấy chị em uống, mang lụ cho con ăn này. Rồi chú mua thịt để gia đình nấu cơm cho con ăn. Chịu không? Dạ chịu. Hồi nào giờ có ăn thịt không? Dạ không. Không hả? Thương quá, sáng giờ bé không ăn gì đâu cả nhà. Rồi, đi qua mẹ nào. Đi. Cái ghế này là mình tự làm hả chị? Không, người ta cho. Người ta cho hả? À, ghế bê tông. Còn cái lán bên này, cái sàn bên này là mình làm gì? Sàn này nè. Bữa làm để ăn cơm trưa. À, ngồi đó ăn cơm trưa hả? Trời ơi, qua bên này coi cái sàn này tí cả nha. Được cái sàn này ngồi được không? Được. Được hả? Có cứng không chị? Lót có chồng có mấy cái viên gạch mà cho nó thấy nó siêu vẹo quá. Rồi cái này nó cũng ngọt ẹp, ngồi cũng chắc cả nha. Cũng chắc á, nhưng mà nó khá là mỏng. Gia đình ngồi đây để ăn cơm. Những cái cây tre, cây nứa ở đây nó cũng mục rồi nè. Bây giờ chú sẽ tặng thêm quà cho con nè, cho mẹ nè, cho gia đình mình nè. Con vui không? Không biết. Không biết nói. À, hôm nay em tới thì em gửi cho gia đình mình một phần quà chị nhá. Hai thùng mì. À, bên này một thùng nữa này. À, hai thùng mì chị nhá.
một bịch cá cơm khô xay lớn 1 kg em gửi chị ha. Cảm ơn. Dạ chị cứ bỏ trong đi. Rồi một bịch cá ngân khô 1 kg. Chị cảm ơn. Dạ rồi 2 chai dầu anh nha chị. Chị cũng cảm ơn nha. Dạ 2 chai nước tương. Dạ thấy thương hoàn cảnh của họ quá cả nhà, gia đình đông con mà khổ quá. Mười ký gạo nha chị, gạo chắc em để đây nha, xíu chị xách vô được không, vướng bé. Rồi 10 ký gạo. Ba bịch muối này chị ơi. Rồi 3 bịch muối chị ha. Chị cảm ơn nha. Dạ. 2 bịch bột ngọt nữa ha. Rồi đây là cái phần quà em gửi em thay mặt các cô chú anh chị Mạnh Thường Quân gửi tặng cho chị phần quà. Chúc gia đình chị thật nhiều sức khỏe. Anh chị cố gắng nuôi dạy các cháu học để biết cái chữ chị nha. Chứ bé này em thấy ốm nó mặc quần là tụt rồi. Tụt quần rồi. Rồi đóng thùng cho lịch sự. Đó. 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 Mặc như vậy là đi lên Sài Gòn với chú được nè. Đó đẹp quá. Rồi hơi ghẹo bé hồi bé ngại bé khóc luôn. Cả nhà thân thương, như vậy là cái phần quà ngày hôm nay Xuân Bắc tới thăm gia đình của chị gái. Hồi nãy chị nói anh tên gì em chưa kịp nhớ. Anh tên Huân. Anh Huân. Ừ. Anh Huân hay Huân? Huân, Huân. Huân hả? À anh Huân. Anh Huân và chị gái, hai vợ chồng. Anh chị ở đây cuộc sống rất là khó khăn cả nhà. Cô thì đang bị bệnh sơ gan. Đang bị bệnh sơ gan, đang phải điều trị ở Phan Rang. Gia đình cũng khó khăn. Anh thì đi làm cà phê, một năm được một mùa cà phê và làm được 1 tháng thôi, được khoảng 8 triệu về để trang trải cuộc sống gia đình. Con cái đi học thì nhà trường hỗ trợ. Còn ngoài ra thì gia đình không có làm cái gì ở cái khu núi này. Cái khu này đất nó cằn cỗi quá chị ha. Con cái thì nhỏ, chị cũng không có đi làm phụ với anh được. Cho nên ở nhà rồi có cái gì ăn cái nấy, ăn bắp, ăn lung tung vậy qua ngày cả nhà. Rất là thương họ. Mình đây mình có nuôi gì không chị? Có nuôi bò, nuôi dê gì không? Không. Không luôn hả? Không có bò dê nuôi hả? Có nuôi gà không? Cũng không có gà nữa. Không có gà luôn. Xuân Bắc mà có tiền á, mình sẽ hỗ trợ cho chị gà. Để mà chị nuôi. Chị cũng thích chăn nuôi mà không có gì để không có gì để nuôi hả? Cũng thích chăn nuôi mà không có gì để nuôi. Rồi cả nhà thân thương, đó là Xuân Bắc ngày hôm nay thăm gia đình chị. Thì ngày hôm nay Xuân Bắc gửi đến chị cái món quà của chị Hoa Đỗ. Để Xuân Bắc đọc danh sách các anh chị Mạnh Thường Quân nha. Phần tiền ngày hôm nay á, thì Xuân Bắc sử dụng cái số tiền của chị Hoa Đỗ cũng như các anh chị chung tay, có anh Vũ Nhật Bảo này, Quang Đạo và chị Nhung Vũ, chị Ngọc Đỗ, anh Trung Lý. Cảm ơn tấm lòng vàng của các anh chị rất là nhiều đã mở tấm lòng gửi những cái phần quà đến cho bà con khó khăn miền núi. Hôm nay là một cái hoàn cảnh rất là khó khăn mà Xuân Bắc chia sẻ hình ảnh của họ lên màn ảnh nhỏ để cả nhà theo dõi. Thì tập sau Xuân Bắc sẽ quay trở lại thăm họ. Tại vì gia đình ở đây họ con cái đông, thương các bé nhỏ cả nhà. Cho nên là Xuân Bắc sẽ sắp xếp thời gian một ngày nào đó sẽ trở lại thăm họ và sẽ mua sữa cho các bé, rất là thương. Rồi Xuân Bắc thay mặt gia đình cảm ơn tấm lòng vàng của các Mạnh Thường Quân. Chúc tất cả các anh chị, cô chú và các bạn Mạnh Thường Quân cũng như tất cả quý vị khán giả thật nhiều sức khỏe. Cảm ơn rất là nhiều luôn. Chị ơi, chị gửi lời cảm ơn Mạnh Thường Quân giúp em cái nha. Cảm ơn Mạnh Thường Quân. Chị nói đi. Chị nói được không? Chị Nguyễn. Dạ,
Chị cứ nói bình thường. Cảm ơn Mạnh Thường Quân. Mẹ Mạnh Thường Quân. Chị nói không rành cả nhà. Thôi cả nhà thông cảm cho chị nha. Bà con người đồng bào họ nhiều khi họ không rành tiếng Kinh, mà những cái lời cảm ơn rồi Mạnh Thường Quân rồi này kia họ hầu gần như là họ chưa bao giờ họ nói, cho nên là họ không quen. Cả nhà thông cảm. Số mắc đại diện cho gia đình anh chị. Cảm ơn tấm lòng của các cô chú anh chị Mạnh Thường Quân rất là nhiều nha. Video cũng dài rồi. Số mắc kết thúc video ngày hôm nay ở đây. Tạm biệt cả nhà và hẹn gặp lại cả nhà ở những video tiếp theo nhé. Chị chào khán giả với em nha. Con ơi, con ẵm em hả? Em dậy rồi, chú nói chuyện to quá con dậy đúng không? Chú xin lỗi con nha. Trời, gái dễ thương quá. Hưng ơi, hôm nay con nhận quà con vui không? Dạ vui. Con nhìn thấy quà nhiều không? Dạ nhiều. Hôm nay có cá ăn nè, có cơm ăn nè. Vui con ha. Dạ. Ăn cơm rồi cố gắng học nha con. Dạ. Dạ, dạ không à cả nhà. Ngoan,